Dạ vâng, em này xin được chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio. Kênh bên em thì có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Và số điện thoại của em là 0378 030 730. Số điện thoại này đồng thời là số Zalo của em nhé, hoặc là số tài khoản ngân hàng MB Bank của em luôn ạ. Đấy thì em giới thiệu chi tiết ngay ban đầu để các bác tiện theo dõi, để các bác có thể lưu lại số điện thoại, cái địa chỉ của em, để các bác nào mà muốn mua hàng thì các bác có thể đặt hàng trực tiếp trên số điện thoại của em, hoặc các bác mà muốn đến trực tiếp cửa hàng thì các bác có thể lưu lại cái địa chỉ của em trên cái bảng địa chỉ của em đấy nhá. Rồi ok, quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì bên em Du lại tiếp tục lên thanh lý xả hàng. Đấy. Tiếp tục là những cái bộ bio 780 các bác nhá, mang thương hiệu là Newman K2000 này các bác này. Đấy. Thì những cái lô này thì các bác nào theo dõi kênh của em cũng biết rồi. Lô này thì em về được 21 bộ. Thì hiện tại bây giờ là chỉ còn cái tổng là 6 bộ các bác nhá. 5 bộ. Thì một bộ em đã ghép demo trên trên cái dàn kia rồi. Đấy, em đang ghép trên một con vang JBL DP280 này. Vang cơ lay số, vang số chỉnh cơ các bác nhá, vang số chỉnh cơ. Cơ lay số hay số lay cơ đều được. Anh em gọi thế nào cũng được. Đây là một con vang rất là hay các bác nhá. Và tiếp tục bên dưới này em để một bộ mic Newman K2000, khi mà ghép mấy cái con vang này thì cũng khá là đồng bộ, khá là đẹp. Các bác nhìn ạ. Em đã lắp sẵn đầy đủ tai bắt tủ máy vào đây rồi. Rất là đẹp các bác nhá. Rồi, ok các bác nhá. Và tiếp tục video ngày hôm nay thì em lên sóng bán củ xả lốt cho các bác 5 cái bộ mic này. Bình thường cho bộ mic này thì em đang bán là 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi bao ship các bác nhá. 2 triệu rưỡi bao ship. Thế hôm nay chỉ còn có 5 bộ thôi. Em tiếp tục xả hàng cho các bác để về lô mới các bác nhá. Đấy, lô này thì em 21 bộ thì hiện tại chỉ còn có đúng 5 bộ thôi. 5 bộ duy nhất thôi các bác nhá. 5 bộ duy nhất thôi ạ. Mic khác thì còn rất là nhiều. Riêng cái lô này thì em chỉ còn có 5 bộ duy nhất thôi. 5 bộ duy nhất, tay da cá màu vàng gold. Dọ inox các bác nhá, tay da cá màu vàng gold, dọ inox các bác nhá, rất là đẹp. Đấy. Và những cái lô này thì em bao cho bác là lấy pin các thứ đầy đủ, tay rất là đẹp các bác nhá. Tay rất là đẹp luôn ạ. Tay da cá thì các bác an tâm rồi. Tay da cá chống xước. Ruột gan của nó thì còn rất là đẹp các bác nhá. Lấy pin sáng. Bên em thì không bao giờ để cho các bác là phải lo về cái vấn đề là chân pin, chân biếc các thứ han gì các bác nhá. Hàng bên em về sẽ vệ sinh đảm bảo cho các bác là về đến tay các bác thì đẹp, chỉ việc dùng. Không bao giờ các bác phải động chạm vào vệ sinh nữa các bác nhá. Đấy. Ok cho các bác. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay vừa xả hàng lại vừa tặng pin sạc cho các bác ạ. Vừa xả hàng lại vừa tặng pin sạc cho các bác nhá. Có nghĩa là các bác sẽ mua được những cái giá rất là tốt trong cái thời điểm này. Đấy. Bình thường bây giờ thì các bác biết rồi, hàng đang lên rất là cao. Hàng những bộ mic này nó đang lên cả hơn 100.000 đến 200.000 một bộ mic rồi. Đấy, thế nhưng mà vì bên em thì bán bao giờ cũng vậy, còn ít là bọn em sẽ xả đi để về lô mới. Lô mới thì nhập cao sẽ bán cao. Đấy, những cái lô này bọn em nhập rẻ được, bọn em sẽ bán xả lốt cho các bác để thu hồi vốn để nhập lô khác. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, và những cái bộ mic này hôm nay các bác biết rồi. Với những cái dòng mic 780 thì bọn em đã bán rất nhiều rồi. Nhưng riêng đối với cái đời mà hộp sóng kép này các bác nhá, thì em vẫn là rất là ưng về cái linh kiện của nó. Một là rất ít khi bị đớp sóng các bác nhá, rất ít khi bị đớp sóng, có nghĩa là rất ít khi bị mất sóng. Hộp sóng kép và đặc biệt trên vỉ của nó thì nó là có chữ BioVS. Có chữ BioVS để đây đảm bảo cho các bác đây là hàng xịn chính hãng của Bio sản xuất các bác nhá. Thế còn về sau thì những cái hộp mà cái đời mà hộp sóng to ấy, nó chỉ có một hộp sóng ấy, thì nó không có chữ BioVS trên này nữa. Đương nhiên thì bọn em vẫn đảm bảo cho bác hàng nào bán ra, bên em bán ra vẫn đảm bảo hàng Bio nó sẽ là Bio chính hãng. Còn kể cả là những cái dòng Bio mà chính hãng do công ty Bio xuất xưởng, ví dụ BS780 trên này. Nếu hộp sóng keo to thì nó cũng không còn in chữ BioVS trên này nữa các bác nhá. Các bác lưu ý. Đấy. Thế còn những cái đời này thì hộp sóng kép này nó sẽ có chữ BioVS trên này. Và đương nhiên các bác sẽ thấy là những linh kiện ở cái đời hộp sóng kép này ở phần sóng là nó nhiều hơn tất cả các cái dòng hộp sóng to đời sau bây giờ. Đấy. Với những bộ mic này nó xuất xưởng 2016 các bác nhá, xuất xưởng 2016. Đời cũng khá là cao rồi. Và chân tay của nó thì các bác nhìn đây rồi, nó rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhá. Thì các bác biết rồi, những cái đời mà hộp sóng to ấy, những cái đời hộp sóng to ấy thì nó sẽ không có những cái phần linh kiện này. Nó đã bớt rất nhiều phần linh kiện rồi. Còn riêng cái bản mà hộp sóng kép này nó là linh kiện đầy đủ nhất của dòng mic Bio vỉ tím các bác nhá. Vỉ tím hay là nói chung là vào dòng mic Bio nói chung thì cái đời này là linh kiện đầy đủ nhất. Em trong các video em đều nói như vậy các bác nhé, trong các video em đều khẳng định như vậy. Mặc dù là Bio thì em làm tất cả các dòng, ví dụ như hộp sóng to này, đây các bác nhìn theo những cái chỗ này nó trống hết rồi này, những cái chỗ này nó trống hết rồi này, những cái khu vực xung quanh này nó trống hết này các bác này. Thì các bác nhìn này, những cái khu này nó vẫn còn rất là nhiều, đây có cả thêm những cái linh kiện này.
Nhưng mà riêng hộp chống to thì nó nằm trọn trong này và nó làm thu gọn lại rất nhiều rồi, nó bớt rất nhiều cái phần linh kiện đi rồi các bác nhá. Đương nhiên về phần tiếng là 100% các đời BAU qua các đời BAU đều giống nhau, nó chỉ khác phần sóng thôi. Mà cái đời này thì em thấy sóng ổn định nhất trong các dòng BAU các bác nhá. Và nó nói chung là về độ ổn định thì những dòng này là dòng rất là ổn định các bác nhá. Mặc dù đây em nói thật các bác này, em bán rất nhiều mic, em không phải là mình bán mặt hàng nào mình tâng bốc mặt hàng đấy các bác nhá. Mà em đang bán cả những cái dòng BAU hộp sóng to, BAU hộp sóng nhỏ, hộp sóng kép như thế này. Nhưng mà trong video nào em cũng nói là BAU dòng này là một cái dòng mà linh kiện đầy đủ nhất của dòng BAU và nó ổn định nhất của dòng BAU các bác nhá. Rồi, và những cái bộ mic này thì bình thường đang bán là 2,5 triệu. Đấy. So với các kênh khác đã là rẻ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em bán cho các bác giá bao nhiêu ạ? Hôm nay em xả tiếp cho các bác 5 bộ mic này giá chỉ có 2,3 triệu các bác nhá. 2,3 triệu chỉ duy nhất 5 bộ mic này. Và các bác lưu ý, chương trình khuyến mại tặng pin sạc chỉ còn duy nhất 5 bộ mic này các bác nhá. Chỉ còn duy nhất 5 bộ mic này. Đấy. Nếu các bác nào mà mua những cái bộ pin sạc thì những cái bộ pin này trị giá của nó 130.000 các bác nhá. Trị giá của nó 130.000 nhưng mà em không bán các bác nhá. Đấy, những cái này là em mua về để làm tri ân khách hàng, thì chỉ còn có 5 bộ cuối cùng thôi. Có nghĩa là chỉ có video ngày hôm nay là sẽ còn pin sạc để tặng cho các bác thôi ạ. Có nghĩa là các bác sẽ mua được những bộ mic này giá chỉ có vào chưa đến 2,2 triệu thôi các bác nhé. Chưa đến 2,2 triệu. Các bác được bao ship tận nhà này. Các bác được tặng đầy đủ chống lăn như thế này này. Các bác được tặng đầy đủ tai bắt tủ máy như thế này và đầy đủ phụ kiện của mic này. Và kèm thêm một bộ pin sạc trị giá 130.000 như thế này nữa. Đấy. Đây là những quà tặng để tri ân cho tất cả các bác khách hàng đã luôn luôn theo dõi kênh của bên em, luôn luôn like video, luôn luôn ủng hộ các cái video của bên em. Đấy, thì sẽ chỉ còn có 5 bộ duy nhất thôi ạ. Đấy, em cũng đã nói ngay từ đầu rồi, em nhập 30 bộ này về để tri ân khách hàng. Thì đến ngày hôm nay thì chỉ còn có 5 bộ cuối cùng thôi ạ. Đấy, các bác nào mà đang muốn có nhu cầu mua những bộ mic thì các bác đây là một trong những cái video mà các bác nên mua các bác nhé. Và những cái mặt hàng này thì em bao cho các bác, tất cả là bao zin, bao đẹp cho các bác này. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đúng chất lượng, đúng sản phẩm, các bác nhận thanh toán cho em. Bao cho các bác cắm điện vào thử alo thử thoải mái. Riêng về phần pin này thì em nói rồi, các bác lấy hay không lấy thì giá nó vẫn như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì em đã nói ngay từ đầu là pin này em không mua về để bán, em không nhập về để bán, mà em nhập về là để khuyến mại cho tất cả các bác trong cái chương trình 30 bộ mic khuyến mại cho các bác. Và bác nào lấy bộ mic này, các bác hỏi, đừng hỏi là bỏ pin đi thì còn bao nhiêu tiền. Bỏ pin đi giá vẫn nguyên, giữ nguyên như vậy các bác nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái quà mà bên em dành tặng cho tất cả các bác. Các bác không muốn lấy quà, ok, để dành phần cho các bác khác. Bác nào mà có pin sạc rồi, các bác không muốn lấy nữa, các bác ok dành phần khuyến mại này cho các bác khác. Giá của bộ mic này em đang bán là 2,3 triệu và em sẽ giữ nguyên với mọi hình thức các bác nhá. 2,3 triệu bao ship và tặng một bộ pin sạc này. Các bác không cần phải hỏi là bớt hay không bớt pin sạc đâu các bác nhé. Vì là giá của bộ mic này là 2,3 triệu tặng pin sạc, chứ không phải em bán kèm cái bộ pin sạc này cho các bác. Các bác lưu ý là pin sạc này bình thường em không bán ra thị trường. Em chỉ mua về để khuyến mại cho các bác trong cái chương trình là 30 bộ mic, 30 bộ pin sạc chiên khách hàng, các bác lưu ý nhé. Cho nên là em nói đi nói lại là để các bác cũng không cần phải bình luận trên kênh là bớt pin sạc đi thì bớt được bao nhiêu tiền. Các bác cũng không phải có đấy nữa, vì pin sạc này em tặng kèm khuyến mại cho các bác. Các bác không lấy, các bác nhường phần quà này cho bác khác. Đấy. Còn lại bộ mic này em đang bán xả rồi, em đang bán xả hàng cho các bác rồi. Chỉ còn có 2,3 triệu bao ship nha các bác nhé, 200.000 bao ship. Còn phần quà là các bác đã biết rồi, đầy đủ phụ kiện như thế này các bác nhé. Rồi. Và tay thì chân thì em bao đẹp cho các bác, bao zin cho các bác nhé. Lấy pin này em bao cho các bác đầy đủ hết các bác nhé, đẹp chân pin sáng. Các bác an tâm ạ. Ở đây chỉ có một bộ duy nhất là nó màu vàng gôn. Đấy, màu vàng gôn, nhưng mà nó vẫn là cùng model các bác nhá. Nói chung là nó giống nhau từ đầu đến cuối, chỉ có khác đúng là cái này nó màu vàng và còn lại nó toàn là màu nhôm sáng các bác nhá. Toàn bộ lô này nó mặt phay nhôm. Thực sự là các bác lên những cái dòng mặt phay nhôm này nó rất là chắc chắn, nó không có bị ọp hẹp hay nó không có bị dễ gãy lấy nhựa như là những cái dòng mặt nhựa đâu. Đấy. Và ở đây em cũng đã cắm thử một bộ mic trên bộ dàn đây rồi, em test qua trên con Vang Cơ thôi và qua xử lý qua cái tiếng dì vợt của con Vang Cơ này nha các bác. À, con Vang Cơ lai số các bác, xin lỗi, không phải là Vang Cơ đâu, con này là Vang, nó chính thức nó là Vang số nhưng mà nó có nút chỉnh cơ này các bác này. Đấy, lên 1 2 4 5 6 7, lên 1 2 4 4 7 7 6 9, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, lên 1 2 4 5 6 7 8 9 10, lên 1 2 2 4 5 6 7, lên đó. Các bác nghe tiếng của nó đẹp không ạ? Tiếng dòng của BAU này thì thật sự là không còn phải quảng cáo nhiều nữa rồi, nó là một trong những dòng mic siêu nịnh tiếng của trong những cái tất cả các dòng mic rồi. Nịnh tiếng, hát nhẹ dễ hát và tiếng của nó rất là bay,
Đấy, các bác hát nó hút mic, cảm giác nó không bị hụt hơi. Đấy. Đương nhiên là những cái dòng này thì các bác sử dụng cho các bác làm sự kiện, làm sự kiện nhỏ, làm đám cưới, làm kẹo kéo các kiểu thì rất là ok. Còn đối với các bác là mà làm sự kiện rất rất lớn ở ngoài trời, mà ví dụ như làm hội chợ chứ các thứ, thì các bác cái những cái bộ mic này nó sẽ không đáp ứng được về sóng các bác nhé. Về sóng thì các bác em đã nói rõ trong tất cả các cái video của em đều nói không có quảng cáo tăng bốc lên như là một số kênh gọi là 100m với lại 70 đến 100m cho các bác làm sự kiện đâu. Mà nếu làm sự kiện thì em chỉ bao cho bác từ 30m đổ về. Đấy các bác nhá, 30m đổ về. Đấy là em phải khẳng định như thế. Tất cả các dòng bay ơi trên thị trường, em nói luôn, dù kênh nào bán hàng quảng cáo rời đi chăng nữa, em nói luôn, đã là giữa mic, những cái dòng mic bay ơi này, nếu khi đi làm sự kiện, có nghĩa là khi làm sự kiện chỗ đông người các bác nhá, thì nó chỉ đạt ở mức độ 30m đổ về thôi các bác nhá. Thế còn mấy ông tâng bốc lên nào 70m, 100m đi làm sự kiện thì là các ông chỉ gọi là tâng bốc, gọi là bốc phét để bán hàng thôi các bác nhá. 70m nếu test trên điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ như là mang mỗi một bộ mic này đặt ra giữa sân vận động thì các bác có thể đi được bán kính của nó 70m. Chứ còn nếu mà khi đã làm sự kiện là không có làm sự kiện một mình ông làm sự kiện, mà đã làm sự kiện là nó phải đông người, đông vật cản, thì các bác chỉ lưu ý là nó chỉ đạt được khoảng 30m đổ về thôi các bác nhá. Chứ đừng nói là 70, 80m, 100m là không có đâu. Các ông quảng cáo để bán hàng thì thích nói như nào nói, nhưng mà nếu để test thực tế thì chỉ có các bác đi làm sự kiện đánh giá ngược lại kênh của bọn em thì bọn em mới cảm nhận được là nó ok như thế. Thế còn mang một bộ mic này ra giữa sân vận động không có một vật cản rồi, đặt lên đỉnh cái bàn dàn máy này ở giữa sân vận động thì các bác có thể đi bán kính của nó khoảng 70 đến 100m là có các bác nhé. Đấy. Nhưng mà không ai đi làm sự kiện một mình cả. Đấy. Một mình mang ra sân vận động hát một mình thì cũng chẳng ai nghe cả. Đấy, các bác lưu ý là như thế, quảng cáo thì nó cũng phải đúng các bác nhá, trình bày nó cũng phải đúng. Bọn em nói rất nhiều rồi. Đối với những dòng mic bay này thì các bác làm sự kiện nhỏ như là làm đám cưới, làm kẹo kéo, nói chung là các bác đi làm nhà dạp ở cái mức độ sự kiện nhỏ và vừa thì là ok các bác nhá. Quá ok luôn ạ. Bởi vì sao? Nó đáp ứng được rất nhiều cái chất giọng khác nhau. Đấy. Các bác phục vụ bà con thì đa phần là các bác bà con là không phải là những dòng chuyên nghiệp, không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp. Thì các bác đưa những cái bộ mic này vào, người ta hát người ta cảm thấy là hát mãi nó không mỏi, nó không chán. Chứ còn các bác mà đưa những bộ mic như là bộ mic mà chuyên nghiệp như là Dê La Cạc hay là BBS các thứ vào là người ta rất là nhanh chán, người ta hát một hai bài người ta đã cảm thấy nó mệt rồi, nó mất hơi mất sức. Đấy. Đương nhiên là cái nào cũng có cái đặc điểm ưu nhược điểm riêng của nó. Thế còn bay ơi thì nó là một trong dòng mic là nói thật các bác là đang là những dòng mic hot nhất thị trường bây giờ rồi. Đấy, thì các bác có thể tham khảo với giá thành của bên em và những cái chương trình của bên em. Ok chưa các bác? Đấy, và video của em ngày hôm nay thì cũng chỉ có 5 bộ thôi, và em đang xả cho các bác giá là 2.300.000 bao ship, tặng đầy đủ phụ kiện và tặng pin sạc như này các bác nhé. Và đặc biệt các bác xem kỹ video, cảm thấy ok các bác chốt đơn nhận hàng, kiểm tra ok thanh toán cho em các bác nhé. Đấy, thế còn các bác mà chưa xem kỹ thì các bác cứ vui lòng xem kỹ giúp em video, các bác cảm thấy ưng thì chốt hàng các bác nhé. Còn các bác không ưng các bác bỏ qua để chờ các video tiếp theo của bên em. Đấy. Các bác xem kênh vui vẻ cho em xin em du xin một nút like các bác nhá. Và các bác nào mà chưa đăng ký kênh, các bác nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất của bên em Chu Du. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.